Dạ kêu em kêu qua kìa. Bữa nay La Vi được tròn 6 tháng. La Vi cái đầu như gáo dừa. Mia được 8 tháng rưỡi. Chưa đi chơi này con nè. Bữa nay ngày 21 tháng 9 âm lịch nè. Mia ơi. La Vi. Sao mấy tháng gặp lại vẫn y như cũ. Rồi rồi, không cho chị chơi không? Mia, tôi muốn bán thang á Mia. Mia, nhổ đã dục rồi mà. Rồi coi chừng trái gì ta lấy luôn quá. Ở đây đang mỗi người một cái. Trời ơi, nó cạp nó ăn luôn bao giờ. Bao giờ. Rồi dành, ăn luôn nè. Dành trái kia luôn à. Ăn là giỏi lắm hả Mia? Vỏ đắt im. Dạy cảm, dạy cảm. Sò. Xin ba chị ba xin lại nó cho. Cho cô một cái nè con. Cho mới lạ. Cho ba nè, cho ba nè. Cho em nè, cho em nè, cho chị nè, cho chị nè. Đây cho chị cầm cái nè. Đây đây cho chị. Chị ba nó quay 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 nó quấn nè. Đèn dòng xôi lột hết hả? Quên điều. Đi gấp gáp quá hả? Đi gấp gáp quá. Ông ngoại không cho về. Ngoại kêu trời mưa. Mưa đó đang mưa đó. Ngồi đó âm u. Mà bây giờ mà không về thì chừng nào mới về được? Trang Lý. Có khẩu trang rồi đàng hoàng.